Dạ, thưa sư phụ ạ, con rất là có phúc báo mà con chị chuyển tâm mến với sư phụ được 9 năm rồi. Dạ, năm nay thì con mới được đi qua đây. Con qua đây là con cũng như là cảm tạ cho sư phụ thôi. Con rất là có phúc báo. Từ ngày con chuyển tâm mến với sư phụ thì con thấy người con nó thoải mái lắm. Bây giờ con nói mấy đứa con ở bên nó cũng vậy. Còn lại hai đứa con gái với lại mình đứa con trai. Mấy con dâu nữa, con dẻ cũng chuyển tâm mến hết rồi. Nó cảm ơn sư phụ. Người lời con á, nói cảm ơn sư phụ. Sư phụ rất là ủng hộ gia đình nhà con, rất là nghèo. Cái gì con muốn cái gì thì cũng được cái đó hết á. Hôm ấy con bảo đi qua đây du lịch nè. Thế con gì xin, con sợ không được. Thế con cũng nhờ sư phụ á. Sư phụ nói cho. Thế là con xin được. Con qua đây được 6 tháng rồi. Con cũng cảm ơn sư phụ. Dạ. Con không biết nói gì hơn. Okay. Chỉ có nói vậy thôi ha. Thôi. Sư phụ giá trị cho con thôi nhiều nhiều nhé. Con chỉ thích là sư phụ giá trị cho con á. Để con cái ngày mà con ngồi thả thuyền á, con thông minh thôi. Từ ngày mà con là chuyển tâm ấn với sư phụ thì con cũng tối nào con đi tả thuyền á. Thì thuyền nó là cũng thông minh lắm. Gặp sư phụ hoài à. Sư phụ dắt con đi chơi miết thôi. Mà con lên mấy cái cảnh đó mà không biết có phải không sư phụ hả? Con hỏi sư phụ. Đi con chơi lên cái vui nhà, hỏi nè. Mà con hỏi này có được không? Con lên cái nhà sư phụ dắt con, sư phụ đi trước. Cái con đi sau, con lên cái nhà nó bự lắm. Con thấy tan là ghế cẩm thạch không thôi. Thế con bảo không biết rằng có phải không. Dạ con đi theo sư phụ một chập rồi, ra cửa rồi. Dạ con tiếc quá. Con là quay trở lại con coi. Con coi con thấy sáng, con không muốn về sư phụ. Cái nhà mà có mấy cái ghế cẩm thạch đó. Con bảo trời ơi, Việt Nam nhiều muốn chết. Mà sao mà ở đây sao mà giàu thế. Em sáng rất là nhiều nha. Con đi tới đâu mà con cứ thấy sáng soi đi cho con thôi. Dạ là con cảm ơn sư phụ nha. Không có gì đâu bác. Tại, dạ, tại bác tu giỏi mà. Phụ giá trị cho gia đình nhà con. Đứa nào cũng thuyền được lên cao đi ha sư phụ ha. Con cũng vậy. Con muốn ở đây con thuyền thôi. Con về Việt Nam á, thuyền thì thuyền lén không à. Không có được ra mặt được. Thành nha con chẳng có thuyền thích. Thuyền lén mà cũng được đi chơi rầm rầm vậy đó hả. Con cũng nhờ sư phụ đưa đẩy cho con đi chứ. Tại bác tu giỏi như vậy. Dạ, cảm ơn sư phụ ha. Ở mấy chỗ khó khăn tu được không sao đâu. Dạ, bác. Dạ, ở dạ. Đâu cũng tu được. Kỳ ha. Dạ. Mình đâu có làm gì hại cho ai đâu mà phải. Cứ người nào cũng nói bậy nói bạ hoài. Dạ. Không sao đâu, mai mốt họ cũng hiểu à. Dạ. Ha. Con cũng cảm ơn sư phụ. Chúng sinh vô minh mà ha. Dạ, dạ, một dạ. Người nói bậy 10 người bị đầu độc luôn. Phải. Chuyện nó thường không sao đâu ha. Ok. Dạ. Anh kia, bác kia. Kính thưa sư phụ, chúng con xin chân thành cảm tạ sư phụ đã gia trì cho chúng con làm việc ở bên Montreal, Canada, được rất nhiều kết quả tốt đẹp. Là qua những cuốn băng mà sư phụ phái những anh em, chị em đồng tu về Việt Nam để mà cứu trợ những người nghèo, những người bị bão lụt thiên tai. Thì những cái băng đó đã con đã phân phối tất cả các hội đoàn tại Montreal. Thì họ rất đồng tình và họ rất cảm động. Họ đã gọi điện thoại đến nhà con. Họ chia sẻ cái tấm lòng từ bi, thương người của sư phụ đối với đồng bào tại quê nhà. Và trong một buổi tiệc, có một vị tướng lãnh đã tuyên bố rằng quý vị có biết không, có một người phụ nữ đã giúp quê mình ở ngoài quê, quý vị có biết không? Người này đã làm âm thầm trong mười mấy năm qua và họ đã chịu nhiều lời nghĩa là không tốt đẹp, nhưng mà chúng tôi nghĩa là tin rằng người phụ nữ này đã nghĩa là hy sinh tất cả, chẳng những riêng tại Việt Nam mà khắp nơi trên thế giới, nghĩa là
người phụ nữ này đã chịu nhiều là bất công, quý vị có biết là ai không? Thì những bàn đó thường thường là những người hội cựu quân nhân đã nói là ai vậy thiếu tướng? Thì vị thiếu tướng này nói đó là thiền sư Thanh Hải. Thì vị thiếu tướng này nói rằng là mình nếu mình không theo người ta thì thôi, thì mình cũng hỗ trợ tinh thần để cho người ta có đủ là niềm vui phấn khởi để mà hy sinh, để mà tiếp tục giúp mọi người. Và sau những cuộc băng sư phụ tổ chức để cứu trợ ở tại Hollywood, thì con về con cũng đã phân phối tất cả các hội đoàn. Thì con có người bạn, ảnh là nhà văn, ảnh cũng lên lập nhà tử vi tất cả băng của bên ban văn nghệ. Con thỉnh về con đều gửi nhà ảnh, thì ảnh từ nhà ảnh đã phổ biến ra. Thì những anh em hội y sĩ, hội nha sĩ đến đã xem những cuộc băng đó, thì họ nói là anh Điệp, tôi lầm, tôi năm mươi mấy tuổi, tôi cũng lầm là tai nghe không bằng mắt thấy, mắt thấy mình nhiều khi là sai nữa. Rồi anh bạn của con mới hỏi, ủa tại sao vậy? Nói tôi nghe đằng chùa nói tầm bậy tầm bạ không? Bây giờ tôi thấy những người vị như Debbie Reno hay Bill Conti đã có lòng kính phục với vị người phụ nữ Việt Nam này, thì chúng tôi thấy chúng tôi lầm. Thì là đây là điều là hãnh diện cho cộng đồng người Việt Nam của mình. Và anh bạn tôi mới trả lời là nói, chim sẻ làm sao mà hiểu được con chim đại bàng được, thấy không? Trời, nói vậy người ta buồn chết á. Dạ. Và anh bạn cũng nói rằng sư phụ là một vị thống soái đi dẫn đoàn quân, đoàn bạch tượng hiên ngang ra trận, lần tên mũi đạn nó bắn biết bao nhiêu mà là sư phụ vẫn là tiến tới, vẫn là chiến thắng. Và anh bạn đó nói, thì anh bạn đó nói nếu mà cái người đáng trao giải Nobel hòa bình trên thế giới đó là phải là sư phụ. Cảm ơn quý vị đó ha. Bác Việt cảm ơn giùm mấy vị đó ha. Hãy gửi lời thăm và chúc lành quý vị đó. Thì sẵn đây con cũng báo cáo sự biết là cộng đồng Việt Nam từ nào giờ mình gửi tất cả bản tin thì họ đều từ chối. Thì trước con khi con sang đây thì họ nói khi anh về rồi thì anh đăng tất cả tin tức cứu trợ, thì là chúng tôi là sẽ đăng cho sư phụ và cho hội của anh. Tại cộng đồng Việt Nam ở bển là đại diện hơn 50.000 người. Khi mà hậu chợ Tết thì lúc nào họ cũng phone đến con, mà lúc đó con đi vắng tuần rồi thì họ phone tất cả là 3 lần, rồi con mới lên văn phòng của cộng đồng thì hỏi ủa tại sao quý vị phone tôi hoài vậy, rồi nói là tôi phone hậu quý vị là đầu tiên, tại vì chúng tôi muốn tổ chức hậu chợ Tết năm nào quý vị khai trương cũng là rất là đông hậu đoàn rồi ghi danh, còn bây giờ tôi phone quý vị trước, và đặc biệt họ bớt giá, sư phụ bớt giá tiền xuống, mấy hậu đoàn khác thì họ ăn mắc hơn. Thôi trả y cho người ta đi. Vậy cũng được ha, kể để cho họ con, vui. Dạ con xin báo tin vui sư phụ là nhạc sĩ Đức Thành và Nguyệt Lan kỳ rồi có trình diễn cho sư phụ ở tại đó, ở tại Fresno, thì họ về Montreal thì họ hết lời nói là kính phục và khen ngợi sư phụ cũng như tất cả hội đoàn trong thời gian rất ngắn mà tổ chức là chương trình rất là quy mô, mà đối với họ phải đòi hỏi phải là tổ chức từ 8 tháng thì họ thấy là cái đoàn của sư phụ và đoàn thể chúng ta rất kỷ luật, rất vui vẻ. Thì sau khi họ được những anh em chị em trong hội chúng ta tiếp đón họ từ trên phi trường thì họ về họ rất là mừng, họ nói rằng họ là chứng kiến, họ tiếp kiến được sư phụ thì lòng họ rất vui, và họ có gửi biếu sư phụ cái CD của họ sáng tác ngâm thơ. Và riêng nhạc sĩ Phạm Minh Cương thì ảnh cũng có gửi biếu sư phụ một số đặc sản về quê gửi đến sư phụ và chúc sư phụ vạn sự tốt lành. Cảm ơn dùm quý vị, cảm ơn dùm ha. Hòa đâu rồi, Hòa có đây không Hòa ha? Hòa ha, nhận dùm mấy cái đó rồi mình gửi quầy về cho quý vị đây dùm cho chị hai ha. Lát liên lạc quý vị kia nè. Sẵn đem đây cũng được nữa bác, nhưng mà bác đưa dùm cho Hòa để Hòa biết người nào để gửi thêm quà về bên đó. Lát lấy quà của chị hai gửi về đó giùm ha. Ok, cảm ơn. Tại Hòa thuộc văn nghệ mà ha. nghệ sở với nhau mà ha. Nói chuyện dễ nghe ha. Bạn của Hòa mà ha. Đức Thành ấy, không biết. Quen mà ha. Dạ,
Ông Đức Thành, nhạc sĩ rất là nổi tiếng ở Canada cũng như trên thế giới thưa ngài. Nhưng mà vừa qua thì nhân cái việc chiếu phim của ông Nguyễn Đình Nghĩa, nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa trình diễn ở Washington DC. Dạ, thì ông Nguyễn Đình Nghĩa là hồi xưa giờ ông ít khi trình diễn ở đâu lắm. Nhưng mà không biết tại sao ông thấy sư phụ và đọc thơ sư phụ thì ông thấy là một vị Bồ Tát rất là vĩ đại. Do đó ông xin ngài để phổ nhạc và trình diễn tại Washington DC. Thì từ đó đến giờ thì biết bao nhiêu cái hội đoàn khác và nhất là nghệ sĩ thì chú ý rất nhiều đến Thành Hải, và ông xin phổ nhạc với cái tấm lòng rất là thiết tha để ngài chấp nhận để ra cái CD. Thì hôm nay thì con cũng trình với ngài là được cái dịp là ra mắt ngài với ngài là cái CD của ông Đức Thành ở Canada đó. Không biết tại sao nói chuyện với sư phụ ruồng quá, không biết tại sao. Thì đây là cái dịp rất là vui. Thì ở tù bên kia bao nhiêu năm mà không rung, tới đứng người rung. Dạ, sáng đây thì chúng ta cũng là rất là mừng. Bởi vì hôm nay một năm rồi, hai năm rồi, lần rồi chúng ta cũng khó gặp được sư phụ phải không? Nhưng mà hôm nay chúng ta thấy được sư phụ càng ngày còn trẻ ra. Dạ, cũng đẹp ra. Biết tại sao? Mà mỗi lần nói với ông bạn, ông này tôi ngồi với ông mà ông nói mà tôi những cái lời ông nói mà Hòa nghe được, Hòa thấy cũng đúng thật. Bởi vì sư phụ bước vào như một ánh sáng rực rỡ, một vị Bồ Tát, đại Bồ Tát dẫn dắt chúng ta đi tới lần thì đất nước chúng ta có một ngày khai ngộ rất là vĩ đại. Thì chúng ta có đồng ý không? Thì một ngày nào đó bước chân của sư phụ sẽ về tại đất nước mình, quê hương mình, và ánh sáng rực rỡ Việt Nam. Thì chúng ta sẽ, những người qua đây mình phải tin cái niềm tin đó. Cảm ơn sư phụ rất là nhiều. Dạ. Về với nó hoài sao giờ này mới về hoài á. Dạ, bao nhiêu người gặp nó đi chơi, dẫn đi chơi hoài, thế nãy dẫn cái bác đi chơi, nãy giờ nói bao nhiêu người dẫn đi chơi rồi, nói sư phụ không về bên đó. Dạ, sư phụ. Về hoài. Thật ra cái đất nước Việt Nam mình trải qua biết bao nhiêu cái khổ ải. Vì thật ra cái người Việt Nam mình, mấy bác mấy cô mà qua đây chia sẻ những cái câu chuyện mà cho sư phụ nghe cũng như chúng ta nghe, chúng ta rất là vui. Bởi vì không ngờ trong cái hoàn cảnh đất nước nó bi đát mà cũng có những cái người họ tu, họ chịu đựng như vậy. Thì chúng ta ngay ở hải ngoại chúng ta có một cơ hội như vậy thì chúng ta cũng cố gắng tiếp tay với họ bằng cách là chúng ta ngồi thiền, cầu nguyện và giúp đỡ lẫn nhau trong cái tương thân tương ái, trong cái đoàn kết cho đất nước mình còn ngày còn sáng rỡ ra. Chứ thực sự ra đất nước nào nó cũng khổ ải. Cái ngay cái hoàn cảnh cái nước Ấn Độ nó khổ biết bao nhiêu, nhưng mà cái nơi nào mà đất nước khổ ải thì bóng dáng Phật mới trở về. Chứ còn đất nước mà sung sướng mới Phật ít ra đời. Có phải không, phải không vậy? Thì chúng ta, đất nước chúng ta Việt Nam nó trải qua mấy ngàn năm đau khổ rồi. Thì Hòa nghĩ rằng tới cái lúc này thì bóng dáng Phật xuất hiện thì chúng ta cũng nên hãnh diện và theo chân cái vị Phật đó.